Mời quý vị và các bạn theo dõi biên tập viên đài chúng tôi điểm một số thông tin chính đăng trên các báo điện tử ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, báo Đại đoàn kết đăng tải bài viết Chủ lực vẫn phải vaccine. Các quốc gia trên thế giới đều đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tại nước ta bùng phát với đặc điểm đa nguồn dịch, đa hình thái, đa chủng lây nhiễm. Theo các nhà khoa học, virus SARS-CoV-2 sẽ không tự mất đi mà sẽ tồn tại lâu dài, bởi vậy vaccine là giải pháp căn cơ để ứng phó với đại dịch. Thông điệp 5K cộng vaccine cộng công nghệ chính là chiến lược nhất quán của đất nước trong cuộc chiến chống COVID-19. Đề cập vấn đề tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19, báo Đại đoàn kết có bài viết quyết tâm hoàn thành việc tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 nhấn mạnh tới việc Bộ Chính trị đánh giá cao nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, đồng hành tin tưởng ủng hộ, chung tay góp sức trong công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhắc tới mục tiêu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ khi quyết tâm hoàn thành việc tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19 cho trên 70% người dân trong năm nay. Với quyết tâm đó, Chính phủ, Bộ Y tế cùng các ban bộ ngành liên quan đang nỗ lực đàm phán để mua 150 triệu liều vaccine từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa to so thông qua quỹ vaccine để đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người dân. Báo Vienna Express đưa tin, Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cách ly F1 tại nhà. Hiện quy định các ca F1 cách ly tập trung, F2 tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm F1 vì nguy cơ thấp hơn, cách ly tại nhà có thuận lợi giúp người bị cách ly tâm lý nhẹ nhàng hơn vì vẫn ở chung với người thân. Đồng thời giải pháp này cũng có lợi cho cộng đồng là nhà nước đỡ phải chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly tập trung khi số lượng F1 tăng nhiều. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để thực hiện cách ly F1. Hiện ngay cả với các trường hợp F2, nếu không đủ điều kiện thì Bộ Y tế vẫn yêu cầu phải cách ly tập trung. Việc giám sát cách ly tại nhà rất khó, chủ yếu dựa vào sự tự nguyện. Nguy cơ F1 cao hơn F2 nếu giám sát không chặt, chỉ cần một ca không tuân thủ, rất nguy hiểm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc biện pháp cách ly F1 tại nhà, trước mắt có thể thí điểm ở một số khu vực, sau đó nhân rộng ra. 23 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6, tuyển Việt Nam và UAE chờ cơn địa chấn đó là chủ đề bài viết trên báo Thanh niên. Tuyển Việt Nam chỉ còn cách vòng loại thứ ba World Cup 2022, khu vực châu Á một trận đấu mà chỉ cần tỷ số hòa trước đội UAE vào 23 giờ 45 phút đêm nay, VTV6 trực tiếp cũng đủ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên cơn địa chấn. Nhưng ông Park vẫn quả quyết, triết lý bóng đá của tôi là chiến thắng. Tuyển Việt Nam sẽ làm tất cả trong trận chung kết với UAE để tấm vé lịch sử vào vòng loại cuối World Cup 2022 trở nên ý nghĩa nhất. Báo Việt Nam Nhất đăng tải bài viết nhận định Việt Nam và UAE lịch sử gọi tên chiến binh áo đỏ. Với hai điểm nhiều hơn, tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa, thậm chí thua UAE cũng giành quyền đi tiếp một khi lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng dường như Quang Hải và các đồng đội muốn làm nhiều hơn thế tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mà không có chủ trương hòa hay đá tử thủ mà quyết tâm chiến thắng để tấm vé lịch sử vào vòng loại World Cup 2022 trở nên ý nghĩa nhất. Thời khắc lịch sử đang chỉ còn cách tuyển Việt Nam 90 phút và những chiến binh sao vàng đang hừng hực khí thế ra trận để chiến đấu vì màu cờ sắc áo, danh chiến thắng và tấm vé lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Báo Đất Việt đưa tin Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ hơn 1.500 tỷ đồng của băng xã hội đen. Tối ngày 14 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết vừa triệt phá bắt giữ hàng chục sang hồ trong đường dây cờ bạc cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng. Báo Tiền Phong đăng tải thông tin phòng trà ở Nghệ An phát hỏa trong đêm, 6 người tử vong một phòng trà lớn ở thành phố Vinh, Nghệ An bất ngờ phát hỏa trong đêm. Vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong. Tầng 1 và tầng 2 của phòng trà bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu tụi. Được biết, phòng trà phim nằm trong tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 3 chưa hoàn thiện. Đây là một phòng trà ca nhạc lớn ở thành phố Vinh. Từ ngày 8 tháng 6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Từ đây chúng tôi xin kết thúc một điểm báo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.